đội hình của chúng ta đội hình thiếu chống chịu. Ui dồi. Ồ, vừa nói xong thì tôi đang phân tích về cái việc là đội hình của chúng ta là đội hình hơi thiếu chống chịu, chỉ có ngoại trừ vị trí của Omen với cái chiêu 2 thì anh ta có thể về dặn về sau có nhiều trang bị chống chịu thì mới có thể gọi là một phần nào đấy đỡ sát thương của chúng ta thôi, chứ hãy nhìn vào những Zeal, những Theonas, những Ignis, đây là đều là những cái tướng rất yếu máu và nên cẩn thận những cái cú bắn của Tracer như tình huống vừa rồi. Như vậy là Team Flash quyết định đẩy Theonas lên đường trên tức là đường C ra. Rất nhiều sát thương được dồn vào. Anh Bestman đánh giá như nào khi mà đẩy Theonas lên đường trên và Omen được xuống đường dưới hợp như lý này? Hợp lý, bởi vì kèo Omen Roshi sẽ là một cái kèo mà khó thì cho Omen, và đây sẽ là cái tạo bất ngờ cho đối phương. Đẩy xạ thủ lên đường Si ra sẽ là thường thì chúng ta thường thì nếu như chúng ta để ý ấy, Van Hên, nếu những cái trận đấu có Van Hên sẽ có một số đội tuyển đẩy Van Hên lên đường Si ra để đi thẳng vào những cái vị trí con bài đấu sĩ của đối phương, vì đường Si ra thường là những con bài đấu sĩ nó rất là mạnh. Còn gấu thì sẽ đánh một cái kèo cân, và chỉ cần mà Elsu mắc một chút sai lầm thì anh ta sẽ bị xích cổ ngay, đúng không? Nhưng Elsu cũng đã đổi đường. Elsu cũng đã đổi đường bởi họ hiểu họ sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều nếu như để Elsu đối đầu với Omen. Chúng ta cũng đổi. Như vậy là chúng ta là người chủ động hơn trong chiến thuật này và đối phương sẽ phải đi theo chúng ta. Đối phương thấy Theonas ở đâu là Elsu sẽ phải đổi xuống đấy, và lần này có đổi hay không đây? Tôi không nghĩ rằng đối phương không biết đâu. Nhưng rõ ràng đối phương cần phải farm trong tình huống này. ADC có cấp độ 4 và đây sẽ là cơ hội cho chúng ta, bởi vì đường Si ra là một đường không được bảo vệ, và nếu như chỉ cần bay lên thôi là chia đường tương đối hay đến từ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang chia đường tương đối hay. Người phòng thủ con rồng sẽ là Proe. Chúng ta sẽ xuống kịp hang rồng, sẽ có thể giao tranh ở hang rồng. Nhưng chúng ta không được phép để mất rồng trong tình huống này. Theonas của là có đầu bắn, dây ra khả năng sẽ phải lên bắn số, và chỉ cũng đầu dành cho Proe đang chạm vào cho Tucson Bank, và con rồng nó dành cho ADC. AHQ đương kim vô địch, AWC đang bị hủy diệt bởi Team Flash các bạn ơi. 70% chính xác hơn là 80% chiến thắng ở trận bán đấu này. Rồi chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta nếu như gặp khó khăn ở giai đoạn đầu, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đang thơm thịt, rất thơm rồi. Bây giờ ai có bạn bè hay người thân đang ngủ thì hãy nhanh chóng gọi họ dậy và thông báo rằng Team Flash đang hủy diệt nhà đương kim vô địch AWC 2018. Không còn là nhà vô địch AWC 2018 nữa rồi. Tôi không nhìn thấy được bộ mặt của nhà vô địch AWC 2018 nữa rồi. Nếu Flash thắng ASQ, khẳng định Flash sẽ vô địch tại giải năm nay. Anh em chuẩn bị đi bão chưa? Anh em đã chuẩn bị đi bão chưa? Tối nay là đi bão được rồi. Rõ ràng ASQ họ đã sai trong tình huống vừa rồi. Quá sai. Đây không còn là một ASQ lì lợm như chúng ta hay thấy nữa, mà là một ASQ gọi là vội vàng của Hồ Quỳnh Hương. Họ nghĩ họ đối đầu với ai mà họ có thể tiến đến con rồng một cách quá chủ quan đến như vậy, với gì sắc thấp máu, với một Proe quá bản lĩnh. Thực sự đó là một pha thi đấu mà Proe đóng vai trò quá quan trọng, một mình anh ta cấu được đi khoảng 3/4 lượng máu của Zizak. Và rõ ràng AQ họ đúng là bất lực khi nhìn đặt còi đứng bên ngoài, bật ưng nhãn lên và bắn thẳng mặt Zizak. Zizak kiểu đứng im chịu trận luôn, không thể làm được gì. Chấp 3 cái chứng chỉ anh Tuấn Bèo ạ, chấp 3 cái chứng chỉ, chiến thuật 3 chứng chỉ chỉ xuất hiện ở rank kim cương của Việt Nam, rank bạch kim của Việt Nam thôi. Có vẻ như AQ sang Việt Nam đánh quen rank bạch kim rồi thì phải. Trong đánh quen đánh cao thủ. Trong một bài phân tích gần nhất của tôi về trận đấu giữa Flash Swap và Team Flash thì việc có 3 trừng trị và để mất rồng thì chỉ có Whipper mới làm được. Và đúng là Whipper đã nhập vào ASQ rồi. Và bây giờ với cái thế này thì Roshi chắc chắn không làm được cái gì cả. Không làm được gì cả, Roshi sẽ rất thọt và rất yếu. Cả chất tướng của Roshi và Omen đều như vậy đúng không? Đúng. Nhưng quan trọng là trong chất tướng đẩy đường thì Roshi và Omen đều trở thành một con quái vật. Và chúng ta mới đang có con quái vật trong tay. Omen thọt thì vẫn có cái tác dụng của nó. Đó là với việc bạn đẩy lẻ. Ôi ADC, cướp được. Và chắc chắn là trong bối cảnh chúng ta có một tay dài như Theonas thì đối phương không thể làm được gì. Hãy nhìn Rush, Rush vào rừng chúng ta. Rush không có thời gian con bùa xanh. Rush lại lùi về trong sự bất lực. Rush đang mất rất nhiều thời gian. Và anh ta sẽ phải mất khoảng 2 phút. Thấy chưa? Và bây giờ chúng ta có rất dễ dàng 4 phút 2 chúng hủy diệt. Thế này đánh có khác gì đánh đánh đâu. Có đội tuyển nào có thể làm việc với ASQ trong vòng khoảng 4 phút làm được đó là 4.000 tiền chênh lệch không nhỉ? Thậm chí rằng trước TTN Team Flash còn toát mồ hôi hột, thậm chí họ đã thua. Nhưng cảm giác đánh với ASQ là một đánh còn dễ hơn là đánh với TTN vậy. Như vậy là ASQ đang thua TTN ở trận thi đấu mà TTN có thể thoải mái đánh. Như vậy là khả năng là nếu như ASQ đánh đấu trường danh vọng thậm chí còn không vượt qua nổi vòng thăng hạng. rất khó, rất nhiều giả thuyết được đặt ra sau những màn trình diễn cực kỳ tuyệt vọng, cực kỳ gọi là thuyết phục của Team Flash này. Bây giờ thì Hắc sẽ không có khả năng đánh đúng không? Bestman nghĩ tỷ lệ chiến thắng của chúng ta bây giờ là bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc là 99% rồi. Khó lắm, bởi vì nhìn kìa, Hắc còn chưa có săn lại chắc chắn
chạy đi đâu, chạy đi đâu. Gì được, cố gắng để farm thôi. Giờ này đặt còi như bố tướng rồi, đi đến đâu lấy trụ đến đấy. Và với cách lên đổ đặt còi đó là giao điện, là cách lên đổ snowball cực kỳ mạnh. Bây giờ thì ôi nhưng đối phương đang muốn giao tranh. Đối phương đang muốn giao tranh, Smash phải cực kỳ cẩn thận trong tình huống này. Smash tốc biến lên, Smash không bị dồn sát thương. Brie vẫn sống. Và trong khi đó đặt coi đang bắt thoải mái. ADC hạ gục được Hap. Brie nằm xuống nhưng chúng ta chỉ mất một trợ thủ thôi. Rob chạy đi đâu con dâu, chạy đi đâu chạy con dâu. Con dâu phải chạy được, không con dâu không thể chạy được. Chạy được, chạy đi đâu. Tự sát. Chỉ có thể tự sát vào thôi. Trong khi đó thì ADC cướp được, ôi hết năng lượng thì sao chơi. Chỉ có thể là tự sát coi đi vào. Rồi tự sát. Tuyệt vời là đặt coi, và đúng như anh Tùng nói, khi đặt coi cần một chất tướng chủ động, không bị đù thì đúng là đặt coi thậm chí đánh hay nhất trong những người chơi solo đường rồi. Trước trận này thì Chaser nói không biết đặt coi là ai, thì sau trận này thì có lẽ Chaser sẽ về hỏi Rush. Rush sẽ trả lời rõ ràng cho Chaser biết đặt coi là ai. Có vẻ như là đặt coi đánh đang muốn chứng tỏ rất nhiều, và có vẻ như Chaser thì không xem chúng tôi gáy về đặt còi thì phải. Đúng. Và bây giờ thì ép trụ rồi. Ép trụ rồi. Thủy thần có liệu có dùng vào nguyên không bị choáng? Đã có khả năng là phải dùng thủy thần nhưng nó trượt, có thể sẽ dồn sát thương đến từ team Flash. Họ dồn rất nhanh và điểm mà gục ultimate dành cho DC quay trở với phòng ba. Quay lại với phong độ và hạ gục được cả sát tuyệt vời là ADC. Quá tuyệt vời, chắc chắn sẽ có một highlight nữa cho ADC. Hạ gục Crest mà không cần đến cho mình chiêu cuối, và sau đó là tiếp tục chiêu cuối một cách kiểu gặp ai là đánh ở đấy mà thôi. Và nên nhớ rằng người đã bị dính nguyên cái phong ba vào mặt đó là Sun, một vị tướng chống chịu. Chúng ta đang hủy diệt nhà vô địch thế giới AHQ. 8.000, gần 8.000 tiền. Sau cái trụ này sẽ là 8.000 tiền ở phút thứ 6. Chắc chắn là AHQ chưa bao giờ thất bại nào đến như vậy. Và chắc chắn là nếu như chúng ta hạ gục được AHQ, hay cụ thể hơn, chính xác hơn là vô địch tại giải đấu năm nay, chắc chắn các nước khác, khu vực khác như Đài Bắc Trung Hoa hay Thái Lan sẽ phải qua server Việt Nam để luyện tập rất nhiều. Rõ ràng là anh Tuấn Bèo có lẽ cũng chưa bao giờ được nhìn thấy Zizak dùng cái thủy thần của mình nó một cách Phế đến như vậy. Tôi xin phép gọi đấy là cú thủy thần của Huy Popper. Tiếp tục là Huy Popper. Còn Laurien của Hắc. Ôi giời ơi. Bây giờ lên Ngọc Đại Pháp Sư. Bây giờ cho cú đấu hình chiêu. Hắc đang lên đường mặt đây cả. Bây giờ cáo ngồi quán rồi. Trong những trận thi đấu mà Laurien thọt thì Laurien thường sẽ bỏ qua bỏ cái Ngọc Đại Pháp Sư. Nhưng Hắc đang lên Ngọc Đại Pháp Sư. Tôi nghĩ là quán rồi. Quán rồi. Bao giờ thì Laurien mới có thể tận dụng được hết được cái ta, lợi tại Pháp Sư. Chúng ta sẽ lấy cái trụ này và sau đó quay về ăn con Caesar kết thúc trận đấu. Với đặt coi thì tôi nghĩ rằng chỉ cần có được cho mình Caesar cùng dòng bão chúa, chúng ta cứ thế mà bắn thôi. Khả năng phòng ngự của AQ phải nói là con số 0. À thôi, nó là con số 1 đi cho nó có một con số. Nhưng rõ ràng số 1 là quá yếu đuối rồi. Anh Tuấn Bèo chuẩn bị nhìn thấy Caesar dùng thủy thần một cách vô ích này. Rõ ràng tất cả đều giật mình sau pha băng vào đến từ ADC. Ôi, Puri đánh hơi mạo hiểm. Không sao, anh ta vẫn đang khá khỏe. Puri rất chủ động với cái món đồ trợ thủ của mình. Nên để ý là Puri luôn dùng trợ thủ, cái món đồ trợ thủ rất là sớm. Đúng. Để anh ta có thể hồi phục được nhanh cái món đồ trợ thủ đấy. Bây giờ có con rồng tiên phong ở trong tay, chúng ta chỉ cần dùng con rồng tiên phong để đẩy một đường. Còn tất cả các thành viên của chúng ta đẩy một đường còn lại thì với phát bắn của đạt còi thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ có trụ đường trong. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng ở trong trận đấu này. Quan trọng là mấy phút nữa mà thôi. Anh tôi anh Tùng anh dự đoán phút 13, phút 13. Không, tôi dự đoán phút thứ 11 đi, 11 rưỡi. 11, ok. Hơi sớm. Cái hắc lên cái gì kìa? Hắc lên một mảnh giáp xong lại chuyển sang thắng phép à? Cắm rồi. Hồi trường cho à? Không, đây là cái cái gì? Lấy hồi chiêu. Anh xong... ta chỉ lên để lấy hồi chiêu thôi. À, lấy hồi chiêu. Sau đó lấy thì chiêu... anh ta thế tại sao anh ta không mua cái viên ngọc 10 ngọc đỏ ấy, 10%. Thật ra là nếu anh ta lên thế này anh ta có thể lên thêm một viên ngọc đỏ nữa, bởi vì viên ngọc đỏ thì không cộng rồi. Mà tôi nghĩ là anh ta lên cái gì bây giờ cũng nằm xuống rồi. Thì lên cái gì thì cũng thế thôi. Với 4.000 tiền như thế này thì thực sự là quan trọng là đặt coi cũng không vào cho anh ta quẩy được không? Đúng rồi. Nói chung là tôi thấy 4.000 tiền thì lên thêm cái gì nữa thì cũng không phế thôi. Này, Sun Bách bắt đầu cấu bắn rất đau. Trộm mất máu rất nhanh và rất nhẹ nhàng cho Việt Nam để có được một đường dành cho đương kim vô địch AHQ. Anh ấy cố đến phút thứ 11 đi, đừng có mà nằm xuống sớm vậy. Em dự đoán phút thứ 11 các bạn nhé. Rồi tiếp tục bắn là đạt coi, không ai đụng vào người của đạt coi. Dùng hơi chiều cuối là Pori để ngăn cản đối phương tấn công của đạt coi. Hắc chết, hắc bốc hơi và hai đường dành cho team Flash. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. ADC bay vào chiều cuối chém được Rod không? Chém được Rod rất đáng tiếc nhưng ta vẫn có hai đường. Và chúng ta sẽ có ba đường vì đối phương không có hắc. Và những cái con bài kiểu như là Lindis hay là Rossi thì bao cát thôi. Đấy là một pha đánh là rõ ràng là ADC hơi bị kiểu húng quá. ADC kiểu đang muốn lừa búng những người đồng đội của mình thì phải. Trong lúc mà đạt coi
Ồ rồi, Pori đang miệt mài bắn trụ anh ta phi thẳng vào nhà. Và dây dắt. Ôi sao, cú bắn vào đến từ Gấu. Hạ gục được chơi sơ. Gấu đang cố gắng chạy, Gấu sẽ chạy được. Dây dắt là người thứ ba. Và người thứ không, dây dắt là người thứ hai và người thứ ba là Sun. Và đây sẽ là ba đường dành cho Team Flash. Cố và khẳng định luôn 100% trận này thắng. Còn chưa đến 11 phút. Anh Hắc ơi, cố trụ tí nữa, anh Hắc ơi, cố đến phút thứ 11 cho em dự đoán đúng, em lấy cái áo anh ơi. Rớt, chúng ta đã hết luôn, rớt trong nhà rồi. Bất lực và đó là chiến thắng thứ hai của Team Flash. Và nó đã khiến cho